Chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong clip của mình. Đây là trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế Hải Phòng, được thiết kế và hoàn thành xây dựng từ năm 2003 đến năm 2004, nằm tại đường Phạm Văn Đồng và chủ đầu tư là công ty cổ phần và phát triển văn hóa Việt Nam, sau này cổ phần thì đổi tên là công ty ACS Việt Nam ấy. Tổng mức đầu tư nó rơi vào tại thời điểm những năm 2003-2004 là vào khoảng 60 tỷ đồng. Có báo đài thì đưa tin là khoảng gần 100 tỷ. Thì cái này là cái mà mình đưa ra để mọi người tham khảo thôi, nhưng mình không rõ là 60 tỷ hay là gần 100 tỷ đâu mọi người nha. Cái quy mô của công trình cũng khá là lớn, với diện tích đất nó rơi vào tỏa khoảng 130.000 m², tương đương khoảng 13 hectare, với diện tích xây dựng vào 10.500 m² và tổng cái diện tích sàn là 10.000 m². Và công trình có cái mặt bằng ellipse dài 120m và rộng 64m. Đặc điểm nổi bật của công trình là hình ảnh kiến trúc của mái, lấy cảm hứng từ hình ảnh một con thuyền lớn đang lướt sóng ra khơi, bay lên như một cái cánh diều căng gió. Đây là một cái hình ảnh phải nói là rất là ấn tượng, đó cũng là một cái nét rất là đặc trưng của thành phố cảng Hải Phòng. Thực tế vào tháng 5 năm 2004 thì công trình đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong cái sự háo hức của người dân thành phố cảng. Nhà cánh diều nhanh chóng được trở thành một cái điểm đến quen thuộc. Hàng chục sự kiện đã được tổ chức tại đây. Nhớ năm đó mình học lớp 12, trong một cái đợt đi Đồ Sơn về vào nhà anh em tối, mình nhớ lúc đấy khoảng 6-7 giờ tối. Thì đi qua đây phải nói là thực sự là ngỡ ngàng vì thành phố lúc đó có một cái công trình đẹp như vậy. Tuy nhiên thì chỉ sau khoảng 1 năm hoạt động thì các sự kiện bắt đầu thưa dần. Cách trung tâm thành phố khoảng 10 km và cách xa khu dân cư, cộng với là bây giờ mình biết là khu nhà diều này không có điều hòa mọi người ạ, nên là ít được người dân lui tới. Các cái hội chợ triển lãm dần dần quay lại tổ chức tại khu trung tâm. Nhà cánh diều lúc đấy dần dần trở thành một cái nơi bị lãng quên và trở nên hoang phế và biến thành hiện tại là một nhà kho chứa hàng. Theo mình quan sát ấy, thì sự kiện tổ chức gần đây nhất tại nhà diều và đã rơi vào tháng 4 năm 2021 rồi, cũng gần một năm rồi. Các khu nhà điều hành này, dãy nhà cấp 4 xung quanh nhà diều thì cũng đã xuống cấp do lâu không được sử dụng. Bạn đến đây bạn sẽ thấy là cỏ mọc tùm trước phòng bán vé và cái khu vui chơi trượt cỏ ngày trước ấy. Và cái khu trượt cỏ này thì cũng đã ngừng hoạt động, thay vào đó là cỏ mọc cao đến tận thắt lưng. Tuy vậy thì các công trình tại nhà cánh diều hiện vẫn không được sửa chữa tôn tạo vì nơi đây đã gần như là bị bỏ hoang. Với cái mức đầu tư gần 100 tỷ thời đó thì công trình kỳ vọng là điểm đến lý tưởng để tổ chức các cái sự kiện, thu hút đầu tư và các hoạt động thương mại, dịch vụ. Nhưng mà gần 20 năm sau thì nhà cánh diều hiện tại đã trở thành một biểu tượng của việc đầu tư kém hiệu quả. Và hy vọng thời gian sắp tới thì lãnh đạo thành phố sẽ có những biện pháp để hồi phục một cái công trình đối với mình là rất là đẹp như thế này. Thì sau đây là một vài những hình ảnh khác về và cụ thể hơn về nhà cánh diều, mọi người cùng theo dõi nhé. Có người nhặt cỏ này. Như ở đây hồ này nuôi cá hay sao ấy? Thấy ở bảng cấm đánh bắt cá. Đây phía sau của khu triển lãm này mọi người. Đấy, bên này thì cũng dễ nhìn thấy là những cái khung, những cái cột này bị mốc hết rồi, bị han hết rồi. Đó, bên trong thì kiểu một kho rồi. Đó, nhìn thấy kho hàng không? Khuôn viên thì đường xá nhìn cũng vẫn rất là sạch sẽ. Để trước ngày xưa bạn nào từng vào đây trượt cỏ rồi nhỉ? Đó, khu vui chơi trượt cỏ này mọi người. Cho bác nào ôn lại kỷ niệm ngày xưa vào đây trượt cỏ nhé. Phòng bán vé kìa, cỏ kia là tùm hết cả lên rồi mọi người.
đến đây thôi, mình cũng chả dám vào đâu. Mình sợ mấy cái nơi rậm rạp rắn rùng kinh ạ. Đó mọi người nhìn này, bỏ hàng hết rồi, phí nhỉ. Thấy nhiều người bảo cải thiện cái chỗ này thành cái nhà thể thao ấy, nhà thi đấu, nhà đa năng. Nhưng mà đối diện bên kia đường cũng là một cái nhà thi đấu ở thành phố rồi, nhà thể thao ở thành phố rồi, nên cũng chả thể chuyển được. Cái hàng cau cũng đây vẫn xanh tốt mọi người. Nói chung là đi vào đây nhìn nó rất là hoang sơ và sạch sẽ, đường này đặc biệt đường rất là sạch. Đi dưới tầm này thấy cái tòa chỗ này hoang vắng chưa, hoành tráng luôn đấy. Thế mà để lãng phí này, phí của giời. Đó, mình dạo một vòng cho bạn xem ở bên trong nhé. Kho hàng thì người ta để như kia thì mình cũng không vào trong hẳn bên trong được rồi, chỉ len ven ở ngoài cho các bạn nhìn thôi. Có cái bụi chuối cảnh nhỉ, khá là to mà đẹp đấy chứ. Nói tôi là không được chăm sóc thường xuyên nên nó mọc lung tung cả. Kể mà cái này, bụi chuối này á, mà được chăm sóc thì đẹp lắm ấy mọi người. Đấy các bạn nhìn thấy cái vòm vòm ấy kìa, bên kia đường á là nhà thi đấu rồi á. Những cái gạch ốp lát của cái đường vào đây cũng nứt nẻ vỡ hết rồi. Đây là phía cổng đấy mọi người. Chỗ này chỗ đỗ xe hơi bị hợp lý này. Đó, trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế ASEAN Việt Nam. Đây, nhà thi đấu ấy mọi người này. Đó, thì ngay ở đây nhà thi đấu đối diện luôn ấy, chẳng phải trách trách nữa. Thì bên này mà chuyển đổi thành nhà thi đấu làm sao được nữa nè. Cho thuê mặt bằng, tổ chức hội chợ này, triển lãm, sự kiện, tiệc cưới, kho. Chắc bây giờ là kho rồi. Đó, một vài hình ảnh của khu cánh diều. Năm hiện tại là bây giờ là tháng 4 năm 2012, à 2022 mọi người. Mình quay lại gửi đến mọi người. Đây là đường Phạm Văn Đồng, lối đi ra Đồ Sơn này mọi người này.